Meskipun dia tak ikut bernyanyi di dalam video klip musik tersebut, ternyata di Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Ti Long. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách chi tiết nhất kỹ thuật giao bóng đục của Mima Ito và bật mí cho các bạn cái cách biến hóa xoáy của cô ta. Và các bạn đừng quên cho tôi một like và bấm subscribe để ủng hộ kênh của tôi nhé. Mima Ito là vận động viên của Nhật Bản, có khả năng gây khó khăn rất nhiều và thậm chí có thể thắng bất kỳ vận động viên nữ nào của đội tuyển Trung Quốc bởi cái lối đánh cực kỳ đa dạng, phong phú và những cái cú giao bóng rất là biến hóa khôn lường. Những cái chuyển động tay trước khi giao của cô ta di chuyển lúc lên, lúc xuống, lúc vòng sang trái, vòng sang phải, giống như cái khả năng di chuyển của cái con rắn rất là khó đoán. Best way for a snake to cross loose, shifting sand. In sidewinding, only two parts of the... Thì bất ngờ khi cô ta tiếp xúc bóng thì giống như con rắn hổ mang, nó tấn công đột biến thật nhanh vào đối thủ. Hôm nay ở trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn và bật mí một cái kỹ thuật của Mima Ito. Và ở cái phần tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm nhiều cái kỹ thuật giao bóng biến hóa của cô ta. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật giao bóng đục của Mima Ito. Đầu tiên là cái cách cầm vợt ha. Thì để các bạn hiểu rõ hơn thì xin mời các bạn xem lại video trong danh sách phát. Tôi hướng dẫn 80 kỹ thuật giao bóng đục rất là chi tiết. Còn tư thế đứng của Mima Ito cũng giống như các vận động viên khác, là hướng phần thân dưới hướng một góc 45 độ về phía sau. Ở cái phần này tôi sẽ ra một video, tôi sẽ nói rõ hơn, giải thích tại sao các vận động viên phải đứng như vậy ha. Và trọng tâm dồn về cái chân trái, khuỵu cái đầu gối chân trái, chân phải đứng ở phía sau, duỗi thẳng để cơ thể là đổ dồn về phía trước. Ở phần thân trên thì chúng ta sẽ gấp lưng để cơ thể chúng ta là hướng tới phía trước và song song so với cái mặt bàn. Và tay cầm vợt lúc này chúng ta nâng vai và nâng cùi chỏ cao lên ha, là để cái đầu vợt là hướng vào mục tiêu là quả bóng, giống như con rắn là chuẩn bị đớp mồi. Bước thứ nhất là Mima Ito sẽ bước chân phải ra phía sau là một bước. Thì khi bước chân phải ra phía sau thì sẽ vòng cái cổ tay và cẳng tay vòng xuống. Khi trọng tâm chuyển về chân phải, bắt đầu thực hiện đồng thời hai hành động cùng một lúc là tung bóng lên và vòng cái đầu vợt lên. Bước thứ hai, khi cái quả bóng bắt đầu rớt xuống thì Mima Ito sẽ thực hiện một cái thao tác là hơi khép cái cùi chỏ vào, xoay cái cổ tay để cái đầu vợt xuống ha, và lúc này sử dụng cái chân phải đạp nhẹ để chuẩn bị chuyển cái trọng tâm về phía trước và tới cái mục tiêu là cái quả bóng. Bước thứ ba, khi cái quả bóng nó rơi xuống đúng thời điểm thì lúc này Mima Ito á sẽ kết hợp là xoay cái chân trái hướng về phía đối thủ ha, là trọng tâm dồn về chân trái và tiếp xúc bóng sẽ cùng một lúc ha. Thì lúc này tay tiếp xúc bóng chúng ta phải chụp giống như con rắn đớp mồi, và chân á của cô ta đạp cái chân phải tạo một cái lực bật xoay thật nhanh. À,
Thậm chí cô ta có thể là nhảy vào giữa bàn hoặc gần giữa bàn vì chiến thuật của Mima Ito giao bóng hút xong chuẩn bị đánh trái tay backhand, sử dụng những cái quả đấm trái bằng cái gai cong của cô ta. Và cách tiếp xúc của Mima Ito là khi cô ta hơi ngửa cái vợt ra phía sau và tiếp xúc ở cái phần nửa dưới của cái quả bóng thì nó là xoáy ngang xuống. Và khi cái đầu vợt của cô ta lúc tiếp xúc hơi chúi xuống, lúc tiếp xúc cô ta tiếp xúc ở vùng bên hông bóng, thậm chí là hơi tạo lăn cái quả bóng lên một chút thì nó là xoáy ngang lên. Và cô ta còn cái quả giao bóng đục lăn ở phía dưới đáy của cái quả bóng sẽ làm cho cái quả bóng xoáy xuống và nó đứng lại, dẫn đến cho đối phương họ tấn công là dễ bị tuột lưới hoặc thậm chí là tấn công hụt bóng. Những cốt vợt tốt sẽ giúp cho các kỹ thuật tấn công, đỡ giao bóng của chúng ta thật ổn định và chất lượng của cú đánh sẽ đồng nhất như nhau. Và những mặt vợt tốt sẽ gia tăng đáng kể độ xoáy và tốc độ cho những cái quả bóng tấn công hoặc là những cái quả giao bóng của chúng ta. Và một đôi giày tốt sẽ giúp cho chúng ta là giảm đáng kể những cái chấn thương, chống lật cổ chân, tăng ma sát, độ chính xác khi di chuyển, và nó là vật để bảo vệ đôi chân cho chúng ta. Nếu các anh chị cần bất cứ sản phẩm nào, xin liên hệ với tôi qua số điện thoại, tôi sẽ tư vấn cho các anh chị là kỹ hơn. Hiện tại do tình hình dịch bệnh đang căng thẳng nên tôi thường hay ra những video hướng dẫn về kỹ thuật giao bóng để mọi người tự tập tại nhà. Sau khi tình hình nó ổn định lại bình thường thì tôi sẽ ra những cái chủ đề mới hay hơn, như là chiến thuật và cái cách giao bóng tấn công trong thi đấu. Và các anh chị đừng quên cho tôi một like, bấm subscribe để ủng hộ kênh của tôi. Xin hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.